we sail a little bit high. Đẹp chưa? Vâng, hai đối thủ đang thăm dò nhau. Chân này căng go. Đang chĩa các vòi về đối thủ và đang cặp càng. Pha này chúng nó đang hôn nhau. Lũ hôn đắm đuối, hôm nay đúng ngày mùng 8 tháng 3 luôn. Ui, chích rồi. Căng rồi. Căng rồi. Ô, con kia quặp một vòi rồi. Đang bất lợi. Con bụng rõ, bụng đang bất lợi. Lại, xí tiếp. Vâng, tư thế rất là đẹp. Đúng sắp hình như sắp, nếu mà dơ lên là đúng là hình trái tim đấy. Kinh, con kia vòi nó chỉ kìa. Không biết sẽ hôn nhau đâu. Đấy, để xuống xuống. Anh cầm nhau. Tư thế dí sát luôn mọi người. Dí sát. Đấy. Đây là cận cảnh. Vâng. Giao chiến rất là căng go. Đang bị khóa càng, con kia đang bị khóa càng sao kìa. Nó bị càng cắp chân kìa. Đang cắp chân kìa. Đây là hình trái tim. Trái tim xít ra hình. Vâng. Nếu có sự tác động nhẹ này sẽ khiến cho chúng đánh nhau không? Thử xem. Ui, cứng đơ luôn. Không nhúc nhích luôn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Vòi đang cứng luôn. Đây gọi là sự phòng thủ gọi là rất là vững chắc. Liệu cuộc chiến này sẽ xảy ra đến bao giờ? Bạn cả nhá thôi. Kìa, đừng tác động nó không đánh đâu. Hay dường như chúng ta đang nói chuyện là chúng ta giảng hòa vậy. Con kia vẫn bị cắp vào chân này. Im như tượng luôn. Căng lâu thế nhỉ? Các bạn sẽ xem tiếp không biết điều gì xảy ra. Mình đang vuốt ve nó. Không được đâu. Massage. Ràng rồi. Tiếp tục. Sao lại? Lại con tiếp. Tiếp chiến rồi. Ô, con kia bị què chân, đau chân à? Liệt một chân rồi. Con này như liệt một chân rồi. Ôi, một chân nó đâu nhỉ? Đấy, trong rồi. Đau rồi, hình như chân này bị đau rồi. Sệ rồi. Bị đốt cặp. Đúng không? Đúng. Một chân liệt rồi kìa. Thấy ngồi móc ra. Đấy, cần móc ra. Liệt rồi. Ok, đang bị đau chân thật rồi. Bị nó cặp, đánh thôi. Trả thù đi. Ủi, lúc đánh nhau hay quá. Căng rồi. Lại trồng voi rồi. Không đánh nhau nữa rồi. Căng lại, đánh nội. Cắp đệ. Chiến căng ngộ.
căng lại, căng lại, căng lại, căng lại. Thế nhưng đối thủ kia cắp không cho muốn dừng ra luôn. Đừng chỉ đuôi rất mạnh. Rồi, không đánh nhỏ rồi. Đánh rồi.